cụ bà Nguyễn Thị Ánh 78 tuổi đi lạc hơn 700 km từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về đến Quảng Ngãi đã được công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận đưa về quê đoàn tụ cùng gia đình. Vào khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 2, người dân sống tại thị trấn Lan Hà, quyền Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện một cụ bà đi lang thang trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn. Trên người cụ không có giấy tờ tùy thân và có dấu hiệu không bình thường, nên đã điện báo công an thị trấn. Thiếu tá Dương Thị Kim Phương, phó trưởng công an thị trấn Lan Hà, đã đưa cụ bà về trụ sở công an, mua đồ ăn, nước uống và hỏi thăm thông tin cá nhân, người thân của cụ. Sau khi xác định được nhân thân của cụ, công an đã đưa cụ về giao cho người thân tại xã Bình Thuận, quyền Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Người thân cụ Ánh đã gửi lời cảm ơn và cho biết đã báo cho con trai ruột của bà ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết đã tìm thấy mẹ.